Giống như Messi, rất nhiều siêu sao khác cũng từng chia tay châu Âu để tới xứ sở cờ hoa khi đã luống tuổi. Ví dụ như Frank Lampard, Andrea Pirlo, Didier Drogba, Kaká, Hristo Stoichkov, Steven Gerrard, Gareth Bale, Giorgio Chiellini. Nhưng cái cách dưỡng già của Leo, nó lạ lắm. Cựu sao Barca vừa cùng Inter Miami vô địch League Cup theo một kịch bản kịch tính như phim hành động bom tấn của Hollywood. Đội bóng của David Beckham hòa Nashville 1-1 sau 120 phút và phải đá tới 20 quả luân lưu để phân định thắng thua. Những diễn biến hồi hộp đến nghẹt thở của trận đấu diễn ra trên sân Gigantes Park không hề phù hợp chút nào với một người già như Messi. Nhưng chính tiền đạo mang áo số 10 lại đóng vai biên kịch và viết nên kịch bản ấy. Nếu Messi không ghi bàn thắng quan trọng cho Inter Miami ở phút thứ 23, nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Tata Martino đã thua luôn trong 90 phút đầu tiên, chứ không thể trụ được đến loạt đấu súng. Khống chế gọn gàng, đẩy bóng một nhịp, nhẹ nhàng lắc người thoát khỏi sự truy cản của đối phương rồi phóng quả tên lửa hiểm hóc, không cho thủ môn Elliot Panico bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Nếu không biết đó là Messi, nhiều khán giả sẽ nghĩ tổ hợp xử lý mượt mà này được thực hiện bởi một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ, chứ không phải một lão tướng đang ở tuổi xế chiều như Leo. Đáng lẽ Messi còn có thêm một siêu phẩm nữa nếu cột dọc không mang lại may mắn cho Nashville ở phút 71. Kết thúc trận đấu, En Pauga không chỉ giúp Inter Miami giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, anh còn lập cú đúp giải thưởng cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới với 10 bàn thắng. Chỉ trong một tháng đầu tiên chơi bóng ở Mỹ, Messi đã có một danh hiệu tập thể, hai danh hiệu cá nhân và sở hữu hiệu suất làm bàn lên tới 1.43 bàn trận. Từ khi tới xứ sở cờ hoa, không có trận nào ra sân là cựu sao PSG không ghi bàn cho Inter Miami. Chức vô địch League Cup cùng đoàn quân của ông Martino là danh hiệu thứ 44 trong sự nghiệp của Messi. Qua đó, cựu đội trưởng Barca vượt qua thành tích của Dani Alves để trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá thế giới. Messi từng giành tới 43 danh hiệu ở những nền bóng đá đỉnh cao của hành tinh. Nhưng danh hiệu thứ 44 lại đến với bộ sưu tập của Leo trên đất Mỹ nơi anh đang dưỡng già. Dù đã rời xa châu Âu, đã không còn có mặt ở những đội bóng lớn mạnh như Barca hay PSG, nhưng tại xứ sở cờ hoa, người đàn ông này vẫn có thể lập kỷ lục và tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho bản thân. Không phải vì lý do dưỡng già mà Messi tỏ ra chảnh mảng trong việc thi đấu hay vào sân với thái độ cợt nhả. Siêu sao người Argentina vẫn cống hiến hết mình cho Inter Miami. Hàng tuần, Messi vẫn đều đặn phục vụ khán giả bằng những màn trình diễn ấn tượng, những bàn thắng đẹp mãn nhãn từ đôi chân ma thuật của anh. Người hâm mộ bóng đá từng chứng kiến Messi rực sáng với phong độ đỉnh cao ở những năm tháng huy hoàng trong màu áo Barca. Nhưng khi siêu sao người Argentina gia nhập Inter Miami, họ cũng phải chuyển qua xem bóng đá Mỹ và tiếp tục suýt xoa với những màn trình diễn thăng hoa của anh. Dù ở châu Âu hay trên đất Mỹ, dù là football hay soccer, Messi vẫn khiến tất cả phải dõi theo từng bước chạy, từng cú sút của mình. Nhưng bóng đá với Messi giờ đây chỉ là niềm vui, không phải cuộc chiến. Messi đã ghi dấu ấn rõ rệt trong chiến thắng của Inter Miami trước Nashville. Các đồng đội đã tung anh lên không trung trong lúc ăn mừng, nhưng khi chuẩn bị trao cúp, ngôi sao mang áo số 10 lại không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Messi đã gỡ tấm băng đội trưởng trên tay mình ra và trao lại cho DeAndre Ayew, thủ quân của Inter Miami trước khi leo tới Mỹ chơi bóng. Nhận được hành động đẹp của Messi, hậu vệ 30 tuổi liên tục từ chối, nhưng En Pauga vẫn đề nghị người đồng đội mang áo số 2 đeo băng đội trưởng để lên nhận cúp. Không chỉ nhường băng đội trưởng cho Ayew, số 10 mới của Inter Miami còn từng có 2 lần nhường penalty cho Josep Martinez ở các trận gặp Salas 12 tháng 8 và Orlando City 3 tháng 8. Những hành động đáng khen ngợi của Messi không chỉ cho thấy anh muốn bày tỏ sự tôn trọng Gatlin và sự quan tâm tới Martinez. Nó còn thể hiện rằng giờ đây, Leo chỉ muốn chơi bóng một cách bình yên chứ không muốn ganh đua, tranh đấu với bất kỳ ai. Trong khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, Messi đã 2 lần khẳng định mình không còn quá quan tâm tới giải thưởng quả bóng vàng. Tôi đã giành được gần như mọi thứ trong bóng đá. Trước đây, danh hiệu duy nhất tôi còn thiếu là World Cup, nhưng giờ tôi đã có. Tôi đã hoàn thành ước mơ lớn nhất của đời mình, cựu thủ quân Barca chia sẻ. Tôi không quá đặt nặng việc phải giành quả bóng vàng, tôi luôn nói mình ưu tiên giành danh hiệu tập thể hơn. Sự thật là tôi còn chẳng nghĩ tới danh hiệu quả bóng vàng. Nếu có thể đạt được thì tốt, còn nếu không cũng chẳng sao. Giờ tôi muốn tận hưởng bóng đá. Điều Messi quan tâm nhất vào lúc này là sự hạnh phúc, là những nụ cười trên sân bóng, chứ không phải những cuộc cạnh tranh cho các danh hiệu cá nhân. Messi chỉ muốn ra sân hàng tuần với một cái đầu nhẹ nhất, với một tinh thần thoải mái nhất, với một niềm vui trong trẻo nhất. Sau 19 năm chinh chiến ở châu Âu, một môi trường bóng đá đầy khắc nghiệt, Messi đã cảm thấy quá mệt mỏi với những sự đua tranh và đấu đá. Ở tuổi 36, thay vì tiếp tục bon chen, Leo chỉ muốn tận hưởng những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp của mình để sống vui vẻ với thứ bóng đá mà anh cho là thuần khiết nhất.